phần mô tả này cho nó thành editor. Editor là cái này này. Tôi hay dùng thằng này. Đây này. Được chưa? Cái này gọi là cái editor. Cái này nó sẽ giúp chúng ta viết, ví dụ tôi bôi đen cái chỗ này, bôi đậm, Ctrl B này. Thấy không? Nhìn cái này quen không? Nó gần giống là Word. Up ảnh nó biết thì nhanh hơn. Đúng không? Thì ở trong này thì chúng ta có thể là chỉnh sửa, và có thể thực ra ấy, chỉnh sửa xong ấy thì nó sẽ thành cái code thôi, nó thành cái code HTML để tôi coi nào. Show code và view the code này. Đấy, chúng ta thấy này, nó thành các thẻ P sau khi chúng ta chỉnh sửa. Cái này để dành, không phải dành cho dev mà là làm ra để dành cho người dùng, người ta dùng. Người ta muốn chỉnh sửa như nào thì ra ngoài nó sẽ hiển thị đúng như mình mong muốn như này, thì nó sẽ chuyển sang là thẻ, những cái thẻ HTML. Nó hiển thị ở ngoài kia nó dễ hơn. Được chưa? Đó. Thì bây giờ mình sẽ cài thằng này vào nhá. Thì các bạn vào phần vào tinymce.com này. tinymce.com. Được chưa? Xong rồi vào đây nó có cái chữ download này này. Tải xuống. Tải thì ở đây nó, chúng ta chỉ tải cái bản community thôi nhá, bởi vì TinyMC nó là miễn phí. Tất nhiên là nó cũng có pricing, có bản phải mua, nhưng mà chúng ta chỉ dùng dùng bản miễn phí thôi. Thì cái cứ cái chỗ nào là có community thì chỗ đấy là miễn phí. Được chưa? Thì bấm vào tải về. Được chưa? Sau khi tải về, các bạn sẽ thấy trong này nó có một cái thư mục giải nén ra, thì nó sẽ ra thư mục TinyMCE GS lại TinyMCE nữa. Thấy không? Thì chúng ta copy cái thư mục con TinyMCE ở trong á, copy thư mục ở trong này này, copy nhá. Được chưa? Sau đó về lại project của mình, mở phần public, phần plugin để coi xem là phần nào bây giờ. Đây còn phần asset đi, asset admin global. Đây các bạn mở public này, asset này, global này, plugin này, được chưa? Page nó ở đấy. Thì chúng ta sẽ có thêm cái TinyMC trong này. Đây này. Đây nha, đường dẫn đây, public asset global plugin TinyMC. Thấy chưa? Ngơ khổ lắm rồi. Đây ạ, công các bà giải nén cho tôi, tải cái này về đúng không? Giải nén nó ra. Trong cái thư mục GS này nó có một cái thư mục tên là TinyMCE. Copy cái thư mục này vào trong cái thư mục public. Public asset global plugin. Đấy, copy vào đây cho tôi. Khổ lắm. Cái này bảo được chưa, xong rồi bắt đầu trắng thế nào nói gì, bây giờ lại hỏi. Đi làm thế nó vả cho vỡ mồm. Được chưa? Thì bây giờ tiếp theo là mở cái layout ra. View này, layout này, share này, admin, script. Cái file script ấy. Được chưa?
Sau đó thì các bạn kéo lùi dưới cùng ấy, nó sẽ có, các bạn kiểm tra xem là có cái file đã nhét vào đây, cái file tinymce.min.cs chưa. Đó, có rồi thì bây giờ sửa lại. Tức là các bạn giống tôi đúng không? Có bạn nào khác không? Mở nó ra xem là trong cái file script này đã có tiny chưa. Nếu mà chưa có thì viết vào, có rồi thì thôi. Thì ở đây này, nếu các bạn có rồi, các bạn sửa lại cái đường dẫn chính xác đến cái file tinymce.min.cs ấy. Lúc nãy chúng ta đưa vào đâu nhỉ? Public này, gì? Asset này, sược gì? Global này, đúng không? Sược plugin này, sược tinymce, sược tinymce.min.cs, đúng không? Được chưa? Link cái đường dẫn vào, xong rồi các bạn viết thêm cho tôi một cái đoạn như này ở trong trang đấy. Thì là để sử dụng tinymce ấy, thì mình sẽ viết luôn cái object của tinymce, xong nó chấm init là gọi là cái hàm của nó. Trong cái init này chúng ta có một cái selector, một cái thứ gọi là cái selector ấy. Thì cái selector này là nó sẽ áp dụng cái tinymce mặc định cho tất cả những cái selector nào thỏa mãn cái giá trị ở phía trong. Thì ở đây tôi sẽ áp dụng cho tất cả các thẻ nào có tên thẻ là text area và có cái ID là editor. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Hả? À, có sẵn gì? Ờ rồi. Xong chưa? Thì bây giờ mở tiếp cái view admin game form ra. Admin game form, kéo lùi dưới. Hôm trước chúng ta mới validate xong đấy, thì ở dưới này nó có phần mô tả đúng không, có cái text area là mô tả đây này, thêm cho nó cái ID là bằng editor, lưu xuống được chưa. Xong chưa? Xong, xếp xuống thì bây giờ vào trong này reload lại xem nó thành như nào. Thấy chưa? Đây này. Được chưa nhỉ? Lại bật lại. Cứ hỏi xong rồi lại không thấy nói gì, xong lại bật lại. Thì từ bây giờ trở đi ấy, ở phần admin này này, cứ thằng nào cần cái editor thì bê cái thêm cho nó một cái ID là editor này vào là xong. Được chưa? Đấy. Còn cách dùng chi tiết của thằng tinymce này thì các bạn xong chưa? Đấy, xong chưa? Đây các bạn reload lại trang thì nó sẽ thấy nó bật ra. Tôi cũng chẳng hiểu sao nó bị như này, cái này tính sau. Kiểm tra xem còn lỗi không ạ. Hình như hết lỗi rồi. Thì bây giờ cái này này, tôi nói lại một lần nữa nhá, cứ bất kỳ lúc nào muốn được hiển thị cái này ra thì các bạn tiến hành là thêm cái ID là editor vào trong cái text area các bạn muốn nó có cái editor kia, được chưa? Tiếp tục này. Được chưa? Tiếp tục này, bây giờ cách sử dụng. Cách sử dụng của nó nhá. Thì các bạn vào phần doc này. Vào phần doc này.
Đây, vào phần Example and Demo. Trắng trơn này trời. Sao đốc điếc kiểu gì vậy? Đây này, tiếp tục này. Chúng ta nhìn thấy cái selector, cái này nó giống như chúng ta rồi đúng không? Đúng chưa? Chúng ta đặt là text area và thăng là editor thì nó sẽ áp dụng đúng không? Bây giờ chúng ta có cái cục này này. Những cái này này. Những cái này này. Thấy không? Nó là những cái plugin của nó. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn dùng cái plugin nào thì chúng ta tiến hành là setup nó ở trong này. Ví dụ đây, tôi copy cái đoạn plugin, cái biến plugin, cái giá trị, cái thuộc tính plugin này của nó nhá. Copy này. Để cho các bạn xem thôi. Sau đó các bạn setup nào tính sau, được chưa? Tôi copy cái này này. Sau đó là tôi vào trong cái phần script kia. Đây cái selector đây. Tôi tap nó vào trong. Tôi phải tôi paste cái selector xuống. Đây. Thấy nó khác chưa? Đây là dùng thêm. Thấy không? Nó có thêm ra một vài cái. Nó sắp xếp đúng này. Thứ nhất là cái Advanced List, là cái ở phía trên đầu ấy. Đây này. Thấy mất rồi đúng không? Đây nhá, tôi Ctrl Z lại nhá. Đây là cái này này. Thử nhá, xem nó mất cái gì là biết ngay mà. Mất cái gì? Ủa, thấy có mất mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cắt đi. Tháo thêm vào này. 15 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ớ, không mất cái gì à? Cái event list làm quái gì? Auto link link image. Tôi cũng chẳng hiểu cái event list là cái gì. Không thì ví dụ như cái image này nhá. Các bạn thấy cái image này không? Thử xóa đi nhá. Còn thấy nó mất cái hình bức tranh đi rồi đúng không? Đấy, thì cái image này nó chính là cái chỗ để chúng ta áp ảnh lên. Áp ảnh nhưng mà nó chỉ có dạng như này thôi. Áp cái đường dẫn ảnh lên thôi. Ví dụ như này. Ảnh con chó. Tôi copy cái đường dẫn ảnh này. Được chưa? Xong tôi về đây. Tôi pệt cái này ra. Con thấy hình con chó chưa? Đúng không? Kéo dài nó xuống này. Đúng không? Đúng hình con chó. Đây là do cái editor chúng ta nó nhỏ. Hiểu chưa? Đó. Thì thế thì người ta mới lưu được ảnh ở trong bài viết được. Nhưng mà thực ra là cái này nó vẫn chưa đủ đâu. Nó còn nhiều cái nữa. Thì bây giờ á, dùng cái này á, thì các bạn muốn có plugin nào thì các bạn thêm nó vào trong này là xong. Hiểu chưa? Đó. Đây này. New document này, bold italic cái gì đây này. Plugin này. Vứt tên nó vào xong. Có cái undo redo style sheet bold italic cái gì đấy, các bạn đọc ở trong cái phần doc này thì nó sẽ có. Được chưa? Đấy, thì là cái editor. Cái này các bạn về tự nghiên cứu lấy. Cái này nó rất là dễ, chúng ta còn nghiên cứu được. Được chưa? Tiếp theo là ở phần tạo mới game này này. Các bạn còn nhớ cái đường dẫn không? Còn nhớ cái đường dẫn này không? Hôm trước tôi mới check nó ở một cái chỗ đó là nó không được phép trùng nhau, đúng không? Tôi tạo mới này. Tôi vứt cái này vào đây. Bấm lưu. Thấy không? Thì nó sẽ check trực tiếp luôn. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để cái thằng của nợ này nó gọi là gì nhỉ? Nó không được phép. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể là viết tên game vào đây, ví dụ như kiểu là Nguyễn Hoàng Giang chẳng hạn. Đúng không? Làm sao để cho cái đường dẫn này nó chúng ta có một cái nút chúng ta bấm vào thì nó tự động sinh ra là như thế này. Đúng không? Nó chỉ cần đến thế thôi. Thì liệu có làm được không?
Cái export dùng cái gì để làm? Cái này chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng JavaScript để lấy text ở đây, sau đó là biến đổi nó để trở thành cái text này, append vào, nhét vào. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ gửi Ajax, lấy sau khi thằng này edit xong này, chúng ta sẽ lắp một cái Ajax sau khi thằng này nó edit, nó chỉnh sửa xong, on blur ra như này này, thì chúng ta sẽ gửi một cái Ajax lên server, gửi kèm với cái giá trị của thằng này, được chưa? Để tiến hành là sinh ra cái đoạn slug này từ code PHP, sau đó vứt xuống dưới này. Ví dụ như này, trong PHP nó có một hàm, trong Laravel nó có một hàm hỗ trợ sẵn rồi. Đây ví dụ trong form này nhá, tôi viết vào đây là tôi echo, cái này là echo đúng không? Cái hàm str gạch dưới slug của cái đoạn text là thằng kia là cái gì đó, tên Lê Đình Đức, được chưa chạy nhá. Thấy không? Nó sẽ chuyển toàn bộ những cái text nhận được trở thành dạng slug như thế này, bất kể có dấu hay không, và trả về. Nếu mà chúng ta làm được cái việc đấy thì nếu mà chúng ta gửi Ajax thì cũng được. Ajax thì tôi cũng dạy rồi. Tùy, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng JavaScript, thì tôi sẽ thử search này. JavaScript generate slug URL. Nhiều lắm, cái này chắc chắn là có rất là nhiều. Đây, sluggy text. Đây, ví dụ chúng ta dùng thằng này thử xem. Tôi sẽ thử test luôn trên này. Enter xuống này. Và chúng ta sẽ có hàm là sluggy file. Đây vẫn là Lê Đình Đức đúng không? Úi giỏi, nó không, thằng này thì làm không tốt, không hỗ trợ tiếng Việt, chắc là tôi dùng như này thì được, đúng không? Nó không hỗ trợ tiếng Việt, thế chúng ta thử xem còn cách nào khác không. Tôi copy thằng này luôn, kiếm thằng nào ngon thì mình dùng thôi. String to slug. Vẫn không được, vẫn không được. Đây còn thiếu mấy chữ, chữ ư. Chúng ta chỉ đơn giản là nếu mà còn sót cái chữ nào thì chúng ta thêm vào đây, vào cái danh sách này thôi là được này. Ví dụ hay là dùng cái này nhỉ, nếu mà không thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái đấy thôi. JavaScript dùng thằng nào bây giờ ta?
cứ thử phát nữa nhá, xem mà kiếm được cái thư viện nó không, nếu không thì bắt buộc chúng ta phải dùng PP thôi. Function hiện ph slug. Không được à? Không được. Thế vậy thì dùng Ajax nhé. Dùng Ajax thôi vậy. À, cái thằng này. Rồi, ok. Cái này chúng ta cái input, thế vậy thì tôi sẽ làm như này. Cái input của cái cột name của chúng ta, tên trò chơi á, được chưa? Chúng ta sẽ làm như sau. Input name, chúng ta sẽ có cái ID cho nó bằng game name, ví dụ như này chẳng hạn. Còn thích viết kiểu gì, viết cái này là cái ID thôi mà. Game name. Được chưa? Game name. Được chưa? Rồi, ở dưới này chúng ta có như sau. Đoạn JavaScript này. Tức là chúng ta có thằng thằng game name .on on keyup. Thì chúng ta có cái function. Tôi viết S6 nhé. Yeah. Game name on key up, tức là tôi muốn bắt cái sự kiện là mỗi khi nó nhấc phím lên là tôi đã sinh ra cái URL rồi. Đỡ nhặt. Vâng ạ, thưa ông ạ. Cái này ông học từ lâu rồi đúng không ạ? Từ lúc JavaScript cơ. Đây là sự kiện trong JavaScript. Thực ra là sự kiện ở trong HTML nó có những cái thuộc tính sự kiện để giúp mình làm việc dễ hơn. Bây giờ mỗi lần mình nhấc phím lên là cái hàm nó lại chạy. Được chưa? Bây giờ mình sẽ copy paste cái đoạn Ajax kia xuống URL. Ở đây mình sẽ có cái string này, echo này, round generate. Generate slug. Method dạng post data thì có cái title, không thì str đi, bằng chết nhẹ, đâu nhỉ đây chứ, ok, đây có cái var name và title bằng $sys .van của jQuery. Thì mình sẽ có cái str bằng title này. Data type json res. Thì tôi sẽ tiến hành là console log ra cái res này. Được chưa?
Được chưa? Không nhá. Này thì có cần giải thích lại như này, cái này là như nào không? Hả? Đây nhá, là mỗi khi cái thẻ nào có cái ID là game name này nhận cái sự kiện key up, tức là gõ xuống nhả lên, được chưa? Thì cái hàm ở trong đây là cái function. Đây thì nếu mà cần thiết thì viết rõ là thì nó sẽ như này. Đây là function. Được chưa? Thì cái code nằm trong cái function này được chạy. Thì code này nó bao gồm cái gì? Đầu tiên tôi lấy ra cái biến title bằng cái $this. Cái $this này chính là cái thẻ nhận cái sự kiện key up này. Được chưa? Chấm van, tức là lấy giá trị, lấy text của nó ra. Được chưa? Sau đó chúng ta có cái $ajax thì là gửi một cái request, ajax là gửi request đi. Gửi cái request lên cái đường dẫn là sinh ra từ cái route generate slug này. Cái này tôi chưa viết. Được chưa? Gửi bằng method dạng post, có cái dữ liệu truyền lên là có một cái tham số là str bằng cái giá trị của cái title này. Được chưa? Sau đó cái dữ liệu trả về được ép sang kiểu là json. Sau khi server trả về và thằng này nhận được dữ liệu thì nó cái hàm slug, cái hàm succeed nó sẽ được chạy. Được chưa? Cái hàm succeed nó sẽ được chạy và tôi tiến hành console log cái kết quả ra. Đây, cái hàm này chạy thì cái dữ liệu ở trên kia trả về như nào thì nó sẽ được gán vào trong cái biến red này. Sau đó tôi console log ra cái biến đấy, cái giá trị của cái biến đấy là xong. Được chưa? Bây giờ tôi tiến hành vào trong cái thư mục là route admin. Trong này tôi gọi thì tạo một cái route mới, route 2.2.port slug to generate. Có cái function ở đây luôn. Ở đây mình sẽ use cái illuminate http request. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là như này. Bên này bên kia nhỉ. Chờ tí để tôi tìm bên này, à bên này. Tôi cứ viết tạm đấy đã, các bạn muốn chuyển sang controller cũng được, không sao hết. Và đặt cho này một cái name là generate.slug. Ở đây chúng ta sẽ có nhận cái biến $request bằng rq. Ở đây chúng ta chỉ đơn giản này return response cho đến json. Cái biến là slug str cái biến slug của cái rq cho đến str. Này là xong. Có trùng nhau hay không thì chúng ta đã có check rồi. Để sợ nữa. Được chưa? Xong chưa?
Được chưa? Giờ chạy thử đi. Tôi chạy thử nhá. Ôi dồi ôi. À. Đây. Các bạn sẽ bị cái lỗi là cannot use Illuminate TV request add request because the name is already new. Tức là tôi use hai lần cái request này. Nó sẽ báo lỗi, chúng ta chỉ xóa một cái, xóa cái dưới đi, use một lần ở trên thôi thì được không? Đây. Thiện thế ha. Kích chẳng quá lỗi mẹ rồi. Nè, các bạn thấy không? Đây. Tiếp này. À, ví dụ như Lê Đình Đức đúng không? Lê Đình Đức. Thấy gì không? Nhìn ở đây nó sinh ra không? Đúng chưa? Đẹp trai nhưng bị ế. Đúng chưa? Đây có phải là URL, có phải là cái slug không? Đấy à. Đúng chưa? Các bạn kiểm tra trong cái phần slug đấy. À, kiểm tra trong phần console này này, bật kép 12 lên, kiểm tra trong console đấy. Có ai bị lỗi không? Lỗi gì mang đây? Ôi giời, nhà ông lỗi từ cái Tiny MC. Ông đi học muộn đúng không? Ông đã copy, ông tải cái Tiny MC về chưa? Mang về. Xuống hỏi chị Trang xem cài như nào. Ông quay lên nói chuyện tiếp. Thế nào nữa? Thế nào bị lỗi mang đây? Cái gì biết tỉ? Ở đâu? Cái gì mày vào đâu đấy? Cái gì mày edit trong index trong HTML đấy? Cái gì đấy? Nó không lấy được, tức là mày lấy làm dẫn lỗi rồi chứ còn sao nữa. Thế à? Tiny MC không thấy này. Ông tự lấy được, ông không sửa cái script cho tôi đúng không? Thế có đổi sửa, của thầy có đổi. Đường dẫn sai. Nói này có bao giờ mày làm đâu. Đây nhá, lúc nãy cái phần tải về là đưa public đúng không? Đưa asset đúng không? Global đúng không? Plugin. Đây. Đây đúng không? Cái đường dẫn từ cái file layout ra là phải từ đâu? Từ asset vào public. Ờ, thế mày đang làm từ đâu đây? Đang làm từ đâu đây? Thế đúng hay sai? Đây này. Đây, cái này đúng hay sai? Ừ. Đúng không? Mang về sửa lại. Cái gì mà tu lâu ở cây này vào thánh này? Và sai ở đâu đây? Post nó gửi như rồi này. Sao? Một cái post. Đây. Đặt từ đây. Cái
trang bị hâm. Đây. Bật cái gì này? Đây cái này nó chắc là do chỉ duyệt nó chưa hiểu cho em cháu. Được chưa? Không nhờ, kệ nó không lên thì kệ nó, không ai có thể ngồi mà cho được. Tiếp theo này, sau khi nhận được dữ liệu trả về thay cho cái việc console log ra, thì tôi sẽ tiến hành là gán lại giá trị cho cái đường cái input đường dẫn này, thì tôi đặt cho nó một cái ID là slug đi, bây giờ cái ID là slug cho cái input của phần đường dẫn đấy. Tôi đặt cho nó một cái ID là slug. Được chưa nhỉ? Thì ở trong này tôi sẽ tiến hành là đô la này thăng slug chấm van, tôi truyền cái rest vào, tôi truyền cái rest vào. Được chưa? Các bạn xếp xuống các bạn xem này, xem này. Đây lại chơi lại Lê Đình Đức. Lê, tôi tắt này đi nhé. Lê Đình Đức. Đẹp trai. Được chưa? Đây. Được chưa ạ? Đấy, đây là output. Nếu mà làm được như này thì là đúng. Đấy là tự sinh ra cái đường dẫn động thông qua rắc. Tôi cho các bạn là cái gì? Add method đấy hả? Đây nào, đây này á, đúng nhỉ? Tôi xóa bố một cái đường dẫn dưới này đúng không? Vứt đi. Cái đấy nếu mà có tự viết thêm thì dùng không thôi vứt đi. Chưa có sự kiện đó. Cái này là cái gì hả ông thần này? Jinkery nó phải như thế này chứ. Swing chứ. Không dùng sao được. Đây lỗi này. Ảnh lỗi hết rồi này. Chạy luôn mà. Có thể cái trình duyệt của ông chưa hiểu để nghe sao. Cái gì đây? Đúng không?
chạy. Ai đi ở game name của tôi đâu? Không. Mày thì điên à em ơi. Cái này cũng nhìn thấy đây là cái gì không? Ai đừng để mày đi nữa cũng sao. À, để ý của mày. Vâng ông ạ, à, tôi bảo ông công các bà xa xả là vứt xuống cái phần name. Cái slot nó sinh ra từ cái name mà ông lại vứt cái ID nó vào trong cái input Hayden thì tôi ạ à, ông luôn. Chạy luôn à? Ồ, hay là đi giống nó. Ôi, bị xảy ra. Đây, hay đi là game name. Wow. Game name, yep, function. Không có gì thì bấm không chạy không hiểu gì đâu không có gì xảy ra nha. Bấm được. Nè. Ít nè, đúng không nè. Hóa ra, có cái bình dẫn hay không? Có thì mới chạy được lên đúng không? Thăng swap chưa? ID swap có chưa? Đây, name và swap cái ID của tôi đâu? Cái này không chạy, đang có additional method chưa? Chẳng có lý do gì chẳng. Thì sẽ
mất hướng dẫn. Tùy từng cái. Không biết trả về cái gì luôn. Network của mày làm sao ấy. Bây giờ sao mày luôn luôn phải lọc như này. Tôi nó không làm đâu. Là phô. Check lại ngay cốt PP. Đó. Cốt PP cho thân vai đấy này. Tại sao luôn là phô? Được về check đấy, check cho nó. Đây là Azak chạy rồi. Dạ. Yeah. Nó dừng bí bốc đây, nó trả lại phô này. Tức là Azak đã chạy rồi. Và cốt PP tại sao luôn luôn trả lại phô? Được chưa? Thằng của nợ đấy xong chưa? Đấy là về cái đấy là về cái phần phần slab nhá. Validate rồi, slab rồi. Được chưa? Trong cái editor này nó có phần áp ảnh này. Áp ảnh này. Chúng ta phải làm được như này thì mới đi làm được. Ví dụ như này. Tôi ví dụ thôi. Đây ví dụ như này, tôi muốn add thêm một cái ảnh vào đây đúng không? Thì ngoài cái việc là tôi add cái ảnh vào đây chẳng hạn, đúng không? Cho nó về giữa đã. Add ảnh này. Các bạn nhìn thấy cái này không? Bấm vào. Tôi hoàn toàn có thể up một cái ảnh của tôi lên. Up lên. Tôi chết rồi, mình không có cái ảnh nào. Thấy không? Áp ảnh từ máy mình lên trên này luôn. Thì cái này nè, cái mà chúng ta tôi vừa mới dùng á, cái này người ta là một cái plugin thuộc về thằng TinyMC. Nó tên là như thế này: Responsive File Manager. Responsive File Manager. Ví dụ demo đây. Nó đang quay đây, sinh ra đây này. Đấy, được chưa? Thì chúng ta chọn ảnh hay video lên được, bấm vào đấy, ví dụ lấy cái ảnh này vứt ra, giống chưa? Thì tôi lấy dùng cái thư viện này mà các bạn về tự ngâm cứu để ép thêm thằng này vào. Thứ nhất là trang này nó có cái tài liệu rất là tốt, rất là kỹ, documentation này này. Ép vào, cài vào thì như thế nào, dùng với TinyMCE thì như thế nào, thấy không? Đây TinyMCE dùng như đây. Còn nếu mà đọc tài liệu này mà vẫn không được nữa thì ở trên tôi không nhớ, ở YouTube như tôi có một cái video tôi hướng dẫn làm cái này nó mất thời gian thì các bạn về các bạn tự bọc lấy. TinyMCE. Đây này. Các bạn search thiện TH TinyMCE thì tôi có một cái
một cái video của lớp 1702 á, thì nó có một cái bài vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 như vậy, có một cái video là Tiny MC cộng với Responsive File Manager, được chưa? Các bạn có thể làm theo cái này, có 7 phút thôi, được chưa nhở? Đó, đấy là về cái phần add thêm cái file vào thì chúng các bạn sẽ làm được như này, được chưa? Có, cái này tôi cũng sẽ nói cứ thông thả cái phần view ra ấy, bởi vì chúng ta viết vào đây nhá, sau đây tôi viết linh tinh nữa này, bấm B với đây in đậm đúng không, ví dụ tôi tạo một cái sản phẩm được đi, được chưa, tôi lưu xuống này, xong nhá, đây đã có sản phẩm rồi, đúng chưa? Như các bạn xem này, khi mà lưu bằng cái Tiny MCE này ở trong cái phần mô tả ấy. Đâu mẹ. Chẳng bà. Đây. Đúng không? Các bạn nhìn này. Thấy không? Nó là thẻ P. Được chưa? Ảnh thì nó cũng sẽ là thẻ IMG luôn. Được chưa? Cái đấy không phải lo. Nhưng mà chữ nó sẽ là chữ thẻ P này. Ví dụ bây giờ nhá, các bạn xem này, tôi lưu chữ Lê Đình Đức này bằng cái thẻ P. Thôi thẻ B đi cho nó xịn. B. Này. Tôi lưu vào. Đúng không? Khi hiển thị ra đây, các bạn sẽ nhìn thấy nó thành như này đúng không? Echo mà, Echo Tech như nào nó hiển thị đúng vậy. Đúng chưa? Thế vậy làm sao để cho cái thằng này nó được áp dụng những cái, ví dụ nó là thẻ B thì phải cho nó in đậm lên. Đúng không? Thì trong thằng Laravel nó có cái echo này. Đâu nhỉ? Delete được. Xuống phần name nhá. Đây đúng không? Chết mẹ nhầm đây. Chấm chấm. Chấm chấm. Được chưa? Xem này. Đúng không? Đó, nếu mà cái text của chúng ta mà thuộc loại là cái gì nhỉ? Nó là những cái thẻ HTML ấy, hiểu chưa? Để áp dụng được những cái HTML đấy vào trong view thì chúng ta dùng cái echo này, hiểu chưa? Đây nó là cái echo của cái hàm HTML entity. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên hàm là như vậy thì nó sẽ hiển thị được ra áp dụng vào, hiểu chưa? Còn ai thắc mắc gì không? Hả? Không. Framework khác thì lưu thì nó giống nhau, nhưng mà lấy ra hiển thị ra thì bởi vì cái thằng Laravel nó sử dụng cái blade view, blade engine, blade template, được chưa? Nhưng mà trong framework khác nếu nó không dùng cái thằng blade này thì phải đọc tài liệu của nó để lấy ra, được chưa? Cái này ở trong phần blade đã có rồi, nó có thể vào đọc. Còn nếu ở framework khác thì phải đọc tài liệu của nó, hoặc là em phải sử dụng cái tên thuần. Là nó có cái echo kiểu dạng như này này. Cái tên HTML. Đây à. Bạch này, đây nó có cái demo này. Đây này. À quên này, cái này là dùng bình thường. Còn cái nào cái quần nợ của nợ là gì? HTML special character, không nhớ là cái nào. Echo, đợi tí nhá, để tôi tìm cho. Đây như này thì nó sẽ ra text này, tất cả đều text này. Nhưng mà nếu mà tôi echo cái string này ra. Thấy không? Nếu mà echo bình thường nhá. Nếu mà echo bình thường thì nó sẽ ra cái này. Được chưa? Nhưng mà nếu mà echo bằng cái special đây, HTML entity hoặc là
HTML special character ấy, thì nó sẽ ra nguyên gốc của thẻ luôn. Đây lúc vừa ra được cái này là do echo bình thường nhá, còn ra được như thế này là do dùng cái hàm này, được chưa? Tức là trong thằng Laravel mặc định nó dùng cái hàm này, echo nó mặc định là dùng cái hàm này, được chưa? Còn nếu mà để sinh ra echo bình thường thì các bạn phải dùng cái dấu này. Được chưa? Đấy là cái lưu ý. Tôi rất hay quên. Được chưa nhỉ? Nốt vào. Cần thì nốt vào, chỉ cần nốt là khi mà hiển thị ra echo bình thường ấy, tức là áp dụng các cái thành phần HTML ra ngoài thì sử dụng tập dấu ngoặc nhọn này và dấu hai chấm, hai cái dấu chấm than. Không viết rồi lại quên hết. Biết được. Quên rồi. Sớt. Thủ tinh là nếu chuyện ra. G thì có cái engine nhiều nhỉ? Ở view nó có cái engine nhiều nhỉ? Không. Gview. G2 đúng không? Làm gì có chuyện gì có. Ôi kinh, con G2 thì giờ giao diện đẹp nhỉ? Cũng có cả tiếng Việt không ạ? Xịn lại. Review. Ờ, sao cái này không ra tiếng Việt vậy? Tạo view này. Thế cái HTML encode này là cái mẹo gì? Tức là em muốn hiển thị giống như này đúng không? Chẳng biết mày dùng cái quay hit gì. CK Editor nó ra như nào? Ra giống như này á? Rồi sao? Nó ra HTML ấy hả? Thế vậy thì mày để xem nào. G2 views show normal so HTML code. Đây. Có cái này không? Có dùng cái này không? Hả? Lên chiều. Tôi lâu lắm tôi không làm gì rồi. Thì chả giống nhau, quan trọng là cái phần hiển thị thôi. Chứ không, không nếu mà không hiển thị kiểu như này thì echo bình thường. Để cuối giờ mai đây. Cái gì cũng không biết. Qua bá đạo luôn. Được chưa? Xong. Bây giờ sẽ sang phần middleware. Action nào? Tôi chẳng hiểu cô nói cái gì cả, nói to lên rồi nào. Vâng. Bộ láo.
ai bắt buộc phải là hàm khác. Rồi rồi rồi, hiểu ý rồi. Còn gì đặc biệt nữa không? Còn gì muốn trình bày nữa không? Không có hỏi mỗi thế thôi gì? Rồi đây. Tức là ý bạn là muốn, bạn muốn hay là bạn nghĩ thế nó là đúng? À, theo logic bình thường ấy, khi mà các bạn tạo ra cái màn hình S, đúng không? Sau các bạn submit lên thì nó sẽ lên một cái đường dẫn A, tức là xếp S chẳng hạn, đúng không? Xong vào xử lý bình thường, xong bấm edit thì nó sẽ sinh ra một cái form B, xong rồi submit lên thì nó vào xếp edit chẳng hạn, đúng không? Thì cái hàm, hai hàm xử lý là hai hàm khác nhau, đúng không? Và đặc biệt ở trong này tôi cũng chưa có đây này, tôi chưa hề làm gì liên quan đến thằng sếp này, tôi chưa làm liên quan đến update, đúng không? Đây thì vấn đề là như này, đúng thì ok, cảm ơn bạn, tôi không để ý cái phần này, bởi phần đấy tôi về thì như tôi yêu cầu các bạn làm rồi, đừng lắc, bây giờ công các bạn cái gì chả lắc. If bây giờ rất dễ rồi, phần này tôi đã nói rồi, chứ không phải là không nói. If này RQ trỏ đến ID, được chưa? Nếu RQ trỏ đến ID mà true á, tức là nó có dữ liệu á, hay là viết vào đây là khác null cũng được, khác null đi, thì mình sẽ chơi cái trò này, đó là cái biến model bằng game 2.2.file, game 2.2.file $RQ trỏ đến ID. Còn else model nó sẽ bằng là new game, sau đó vẫn phim vào như bình thường. Đấy, được chưa? Hiểu chưa không? Tức là trước thì làm update nhưng mà vẫn tạo mới, đúng không? Được chưa? Sau đó bây giờ chúng ta sẽ sang middleware, hết middleware thì sẽ đến authenticate và gửi email. À ừ nhở, đây, ok, quên. Đây đúng không? Phần phi này đây đúng không? Phần này nếu mà tôi áp ảnh lên thì bây giờ tôi phải lưu trữ vào DB, đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ lấy cái ảnh ra trước. Chúng ta sẽ vào phần laravel.com. Đọc đi. Đây. Các bạn search cho tôi chữ file upload thì nó sẽ ra cái HTTP request file storing upload file.
được chưa? Được chưa? Kéo lùi lên một tí. Đây. Các bạn nhìn thấy cái đoạn request trở đến hash file không? Thấy không? Đây. Thấy chưa? Đây này. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Tôi dd ra cái $RQ cho đến hash file của cái tên là cái gì nhỉ? Ở trong đây là name bằng feature image. Được chưa? Rồi, check reload này, chọn file, vứt cái ảnh lên, new. Các bạn thấy là chữ gì? True. Back lại, reload trang, bấm new, đó là chữ false. Được chưa? Thế là chúng ta đã, thứ nhất là chúng ta có thể kiểm tra được là một cái file nó có được up lên hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ có thay thằng này bằng thẳng thì nếu có file nhé, đúng không? Nếu có file thì chúng ta phải lưu file vào. Tôi sẽ die ở đây luôn để cho nó đỡ bị lưu xuống ấy mà. Nếu có file thì xử lý như thế nào? Đã. Xếp nhỉ. Đây. Nếu có này thì chúng ta xếp, chúng ta kéo lùi dưới nó sẽ có xếp đây. Đây. Request photo store image. Được chưa? Thì làm nào? Đây. Chúng ta sẽ có là $RQ. Để tôi làm trước đã, các bạn cứ làm sau đi. Feature image trở đến store. Vào trong thư mục image. Upload đi. Upload. Này đúng không? Đúng không? Có được không? Không thích tạo có được không? Thử nhá. Cứ thử đã. Nếu mà sai thì sửa có gì đâu mà gọi. Đi lô này. Để tôi up cái ảnh lên. Tôi có mỗi một cái ảnh thôi. Đây rồi. Thế bây giờ up lên nó lưu ở đâu? Theo các bạn nó lưu ở đâu? Hả? Nếu mà lưu không được nó đã có lỗi rồi. Nó lưu đây. Thấy chưa? Chứ đừng bảo nó không lưu được, nó lưu được đấy. Thấy chưa? Thậm chí nó lưu ra cho mình, các bạn nhìn cái tên file này. Thấy không? Cái tên file lúc nãy của tôi đặt là gì? Logo đúng không? Các bạn thấy nó lưu nó thành cái quả nợ này này. Thấy đúng chưa? Nhưng mà thực tế ra tôi không thích nó lưu ở trong này đâu. Nếu là bản thân tôi không thích nó lưu ở trong cái thư mục này. Bởi vì lôi cái, bởi cái thư mục storage này là cái thư mục nó không phải là thư mục public. Nó không lấy ra ngoài. Ví dụ như ảnh ở trong, tôi copy cái ảnh này ra, tôi copy, tôi move nó sang cái thư mục public này. Ở trên mẹ nhỉ. Tôi muốn di chuyển cái file ảnh này sang cái thư mục public nhé. Public, sửa, upload. Đây. Tôi di chuyển cái file này sang cái thư mục public. Đâu nhỉ, public đâu nhỉ? Đây, public này. Upload này, đây là cái file ảnh này đúng không?
thì tôi sẽ có là localhost 2.8000 sược upload sược tên file. Đây cái ảnh đây đúng không? Đây này, có nhìn thấy không? Ít ra có cái vòng tròn. Bởi vì cái nền của cái ảnh này là nền trong transparent. Cho nên là nếu ở màn hình của tôi nhìn rõ chữ T đây và cái chữ thiện TH ở đây. Ở chỗ ở lên máy chiếu chắc là chẳng nhìn thấy cái vẹo gì. Nhưng mà miễn ít ra nó đã ra cái ảnh rồi. Được chưa? Nhưng mà để lôi ra được một cái ảnh ở trong cái thư mục storage, tôi up lại nhá, để nó lên cái ảnh khác. Rồi xong. Thì ở trong cái thư mục upload trong này nó lại ra một cái ảnh khác này. Đúng chưa? Thì bây giờ lấy ra kiểu gì? Tôi search thử nhá, Laravel display image from storage folder. Đây, bạn thấy đây, nó rất là vất vả luôn để lấy ra được ấy. Nó rất là vất vả luôn, image profile cái gì đây này. Nó không lưu được vào trong cái mục public thì chúng ta muốn lấy nó ra rất là mệt. Đây, img bằng src bằng storage path sược đến cái gì đấy. Ở đây thằng này thằng báo lỗi nhé. Bây giờ làm nào? Đây url này, storage image cái gì đây này, chẳng có thằng nào trả lời được. Thấy không? Nó không lấy ra được đâu. Được chưa? Thế vậy thì bây giờ mình phải tìm cách nào đấy để chuyển cái file hiện tại nó đang, các bạn, khi mà tôi thực hiện cái việc là store này nó đẩy thẳng vào trong thư mục, trong cái file, trong cái storage này đúng không? Bây giờ tôi muốn chuyển nó sang cái thư mục public, tôi làm như nào? Chúng ta có một phần config rất dễ, đó là các bạn vào trong cái thư mục config này, làm luôn đi, thư mục config này, xong rồi nó có một cái phần file system, được chưa? Nó có một cái file tên là file system.app. Sau đó các bạn kéo lùi dưới, nó sẽ có cái phần disk này. Thấy chưa? Disk ở cái đầu tiên là cái local ấy. Thì ở đây tôi sẽ sửa cái này này thành public path. Được chưa? Tôi sửa thành public path này. Xong nhá. Bây giờ tôi sẽ xóa trắng cái thư mục upload này đi, tôi xóa luôn đi ấy. Trong thư mục public tôi xóa nó đi. Trong storage tôi cũng xóa nó đi nhá. Được chưa? Các bạn sửa cái này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm lại. Xem lưu chưa? Lưu rồi. Làm lại. Nó bỏ lỗi nhá. Không lỗi đúng không? Giờ vào public, các bạn nhìn thấy cái chữ upload đây chưa? Có phải thư mục tôi vừa xóa đi không? Làm lại này, tôi xóa đi này. Xóa đi nhá. Xóa thật đấy. Được chưa? Xóa rồi nhá. Xóa chưa? Rồi. Trong mặt bọn này cứ đần đần. Upload này này. Nhìn thấy upload chưa? Ảnh đây. Được chưa? Đấy. Để chuyển được một cái file upload từ cái storage sang cái thư mục public thì mình phải vào trong file là file system nằm trong cái thư mục là config để sửa lại cái đoạn local này thành public path thì nó mới chuyển sang. Được chưa? Rồi bây giờ thì đây, cái đoạn update này đây như thế này đây. Được chưa? Thì cái hàm store này, ý nghĩa của nó là request feature image, tức là nó chọn, nó tìm đến cái file mà chúng mình up lên. Được chưa? Chọn đến hàm store thì là làm sao? Là nó sẽ là lưu vào trong cái gì nhỉ? Lưu vào trong cái thư mục public và thư mục upload, tạo ra, generate ra một cái không bị trùng tên ảnh và xếp xuống. Được chưa? Được chưa nhỉ? Nhưng mà bây giờ ấy,
Thế nếu mà như vậy thì chúng ta biết làm sao được cái đường dẫn ảnh kia nó là như nào, đúng không? Làm sao biết được cái đường dẫn ảnh kia là như nào, đúng chưa? Tôi thử có một cái varam cái này ra nhá. DD đi, DD cho nó xịn, đúng chất là Laravel luôn. Xem nó ra thế này nhá. Sao? Nó ra cái gì? Nó ra tất cả một cái cục là cái đường dẫn đến cái file này luôn. Đúng chưa? Này thỏa mãn chưa? Chưa. Sao thỏa mãn được? Tìm chứ, tìm được chứ. Bây giờ copy cái này. Hả? Tên như này hả? Tức là ông muốn đặt một cái tên nó như nào? Logo. Kiểu logo là kiểu gì? Logo mày nhớ làm gì vậy hả? Qua ông nhớ cái tên ảnh làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông nhớ tên ảnh để làm gì? Ông up lên rồi ông nhớ tên ảnh làm gì? Đúng, đặt tên ảnh nên có cái tên ảnh ý nghĩa một tí, đúng, không sai nhá. Nhưng mà không phải là vấn đề là để nhớ tên ảnh. Đừng nói câu đấy người ta chửi rồi đấy. Bởi vì trong một hệ thống có hàng nghìn bài viết, hàng trăm nghìn bài viết, làm sao ông nhớ được tên ảnh từng ảnh một ở trong những cái bài viết này như nào? Mày bị điên hả Quan? Mày điên. Đây nha, cái sơn này, bây giờ chúng ta đặt tên ảnh cái logic một tí, nó không đặt kiểu ngu si như này. Thì đây, Laravel này, get file extension. Tôi chỉ cần cái đuôi file thôi, còn tên ảnh thích đặt kiểu gì kệ tôi. Gì ạ? Page path info. Ồ, xin lỗi, để thử này nào. Để tôi thử cách này phát thử nha. Tôi sẽ lấy ra cái đuôi file trước. Sau đó tôi đổi tên nó sau. Không ra gì đâu ạ. Chờ tôi tí để tôi xem ra cái feature emit nó bật ra cái gì đã. Đây rồi. Nếu có đuôi. Không có đuôi không ạ. Thôi thì trở đến file name, base name. Original name. Thử phát. Ôi giời ơi. Chờ đi để tôi tìm nhá. Đây rồi. Đây công em. Get client original name. Đây rồi, logo.png. Sau đó là chúng ta bê vào cái file extension. Nó dài vậy.
Rồi đây rồi. Đây nhá, nào, tập trung vào đây. Tôi sẽ có cái extension ext này bằng bằng cái file file này 2.a.extension của cái rq trở đến feature image, tức là cái ảnh ấy trở đến get client original name. Được chưa? Đây là cái, các bạn copy chép y nguyên lại cái đoạn này. Sau đó là sửa lại, các bạn muốn cái tên cái name của cái view up ảnh lên ấy, nó là như nào, các bạn sửa vào đây là xong. Được chưa? Đây là tôi lấy ra cái đuôi file này. Sau đó tôi sẽ có cái tên file, tôi tạo ra một cái biến tên là file name. File name bằng cái rq trỏ đến slug. Được chưa? Cộng chuỗi với cái unique ID, cái này là ở trong PHP nó cung cấp sẵn. Tôi cộng với thêm một dấu gạch ngang đi cho nhìn cho nó sĩ. Cộng với một dấu chấm. Cộng với cái biến ext. Xong. Sau đó tôi tiến hành như sau. Đây là $model trở đến feature image bằng cái rq trở đến feature image trở đến store upload phải phải file name. Xong. Và tôi ra ngoài này, tôi dd ra cái model trở đến feature. Hả? Cái gì? New file à? New gì? Cái gì? Như này rồi còn new gì nữa? Cứ chạy đã rồi thích new gì thì new tính sau. Thì tối rồi mà à, giờ số 28 độ rồi đấy, cứ to luôn. Isolate thunder shower. Mai mát rồi, được cả tuần sau đều mưa và mát. Thôi mát rồi được rồi. Đừng hy vọng gì nhiều. À mưa tí còn hơn là nắng như mấy hôm vừa rồi tôi đi sợ. Sáng nay đưa thằng ăn béo đi đây sang Hà Đông. Còn đây các bạn áo cầu, xong rồi. Cái ET là cái đuôi file. Đuôi file, nó, nếu mà bạn up file PNG lên nó ra là đuôi được. Cái test là cái PNG đó. CPG là CPG đó đi ạ. Là sao mà
Ừ.
Syntax error. Vừa một dấu ngoặc. Driver not support là cái vẹo gì? Thêm gì? Thế nào sửa được chưa? Để xem có ai sửa được không? À, đây. Chấm, tôi viết sai. Sửa dấu phẩy, dấu chấm cho tôi nhá. Cáp lốt này, sửa dấu phẩy, dấu chấm cho tôi. Tí tôi giải thích vì sao tôi sửa. Được chưa? Sau đó làm lại. Tôi sai. Đây. Upload file Lê Đình Đức cái gì gì đấy. Ủa? Sao lại thế nhỉ? Sai rồi công ơi. Sai rồi. Đây là file name mà. Store s. Sửa tiếp, store thành store s nhá. Tôi nhớ nhầm. Store s. To fill argument. Đây tôi chờ đi, tôi sửa lại rồi các bạn viết lại. Upload Lê Đình Đức cái gì gì đấy, PNG, tôi reload lại cái nữa. Là một chuỗi khác. Tức là bây giờ tôi up lên 3-4 cảnh rồi đấy. Để. Được chưa? 3-4 cảnh khác nhau đấy. Đây. Xem lại tôi store app nhé. Store app. Được chưa, lưu chưa? Có đứa nào không lưu được không? Lưu rồi gì? Hả? Link ảnh sai á? Anh nhìn nào? Tất nhiên là sai. Tôi đã dạy đến phần đấy đâu. Đây nhá, nào làm lại này. Làm lại này, bây giờ tôi lưu xuống và tôi xếp nó xuống luôn nhá. Tôi bỏ cái đây đi để tôi xếp xuống này. À mà để tôi giải thích lại nữa nhá. Lại phần này này.
Cái thứ nhất, đầu tiên này, để lưu file ấy, tôi phải kiểm tra xem cái file nó có tồn tại không. Được chưa? Tức là phải có file thì chúng ta mới lưu, không có file thì lưu làm gì, đúng không? Thì ở đây tôi sẽ tạo ra cái, nếu mà tôi kiểm tra trước, nếu mà có file thì tôi tiến hành là lấy ra cái đuôi ảnh bằng cách là sửa cái file này. Các bạn có thể là dùng như này, cắt đi, các bạn lên đây các bạn use chỗ nào cũng được, use cái file này, use cái file này thì ở đây sửa file, sau đó ở dưới này các bạn dùng cái bỏ cái sửa này đi cũng được. Thực ra tôi thấy nó bỏ đi có một cái nó không đáng lắm, và thôi cũng được. File này lấy ra extension của cái get original name này. Cái này ấy, đây là tìm đến cái file ảnh chúng mình up lên. Đây là lấy ra cái tên gốc của ảnh. Còn cái này là giúp chúng mình lấy ra được cái đuôi ảnh, được chưa? Sau đó mình sẽ có cái file name bằng cái rq trở đến slug. Biết là cái gì không? Là cái slug, cái đường dẫn của ảnh á. Sau đó là cộng với lại cái unique ID. Đây nó sinh ra một cái chuỗi không bao giờ bị trùng nhau. Thì nó tính là thời gian mà, cho nên không trùng nhau được. Sau đó hai cái này tôi cách nhau một dấu gạch ngang. Sau đó tôi cộng với một dấu chấm và tôi cộng với lại cái đuôi ảnh. Được chưa? Sau đó tôi gán luôn cái model trở đến feature image bằng cái file ảnh này. Store S, gọi đến hàm store S, lưu vào trong thư mục upload nằm trong public và cộng với lại cái tên file tôi vừa mới tạo ra. Được chưa? Sau đó tôi save nó xuống. Thì bây giờ chúng ta xem kết quả này. Rồi nha, cái thằng cuối cùng. Tôi chưa lấy ra ảnh đúng không? Thì chúng ta vào DB chúng ta xem. Feature image, upload, Lê Đình Đức, các thứ kiểu đúng không? Được chưa? Đúng chưa? Cóp. Rồi này, bây giờ chúng ta sẽ lấy ảnh ra. Lấy ảnh ra ngoài thì làm như nào? Đâu nhỉ? Clip đây đúng không? Đây tôi sẽ có một phần là trên này ảnh, tôi comment vào đây đúng không? Ảnh này. Thì ở đây tôi có comment là cái src bằng feature image đây đúng không? Cái này chúng ta phải dùng asset. Quá xin nhỉ? Không sao. Hàm asset. Vứt ra cái này. Đây, lấy ra chưa? Ảnh vừa up lên đây. Tôi chụp ảnh màn hình để tôi lấy ra cái ảnh khác nhá. Tôi kiếm cái ảnh chó. Tôi lưu cái ảnh xuống máy thôi. Desktop. Save. Rồi xong. Update thằng này nhá. Được chưa? Xong chưa? Hả? Đấy. Cái này mà cũng phải xem lại ấy. Ở trong phần script với lại phần đường dẫn với đến những cái thẻ CSS đã có rồi. Còn phải xem lại làm gì? Nói phải biết chứ. Thấy được là không gì đâu. Cô đã phải sửa file config chưa? Public path. Đúng không? Không bấm được. Úi giỏi rồi. Gì đấy? Đây là gì? Edit 2014. Edit
Nu. Tại sao không có nó bấm vào vẫn được vậy nhỉ? Đấy, cái gì mà tải xuống chấm .jpg này trời. Cô hỏi tôi hỏi ai? Cô thủ cô mà. Máy này nó cứ quay quay kiểu gì vậy? Sao lại quay của này nhỉ? Giờ rồi. Bà làm ơn bà về và sửa lại hết cho tôi những cái đường dẫn sai này nhá. Nhá. Có nhìn thấy không? Có biết sửa như nào không? Hả? Ở trong một layout ấy, nó có những cái đường dẫn đến những cái file này bà đang bị sai như này. Nó dư cái ký tự gì này. Được chưa? Sửa hết lại cho tôi. Vẫn fail, không lắp được ảnh lên. Ảnh đâu? Cái này là giống gì? Ồ, trên mẹ. Đâu rồi? Đây, cái này là giống gì? Giống gì? Nhưng ở trên cái bàn làm giống gì? Chết mất rồi. Đây, giờ nó mới lên. Bảo sao không vào. Đây. Sao vấn đề gì? Nó không hiện ảnh vậy. Nó lưu vào DB chưa? DB đâu? Chứ mà nó bị kết vậy. Cái nhà số 4 ạ. Hoặc là cái cuối cùng em sửa cái đầu tiên và em thêm cái đầu tiên cái đạn này. Em có chuột hả? Ồ, lấy cái đầu tiên rồi nhé. Đỡ mất đi. Đấy nha, xóa cái này đi nha. Đưa chuột đi xem. Đây. Cái ngoài nhá. Sao nó dài? Sao cái số bao nhiêu rồi? Ai đi thì kiểu. Đấy, cái số 1 em sửa. Đấy nha. Ảnh nó có lên trên kia không? Chưa xem, em đủ.
không đi được. Đi đây hỏi quá. Anh dạy mình biết như này. Không đi được. Sao đi được phải. Đưa đi vào đâu. Đây. Bà đã
Xong chưa, còn ai luôn nữa không? Hết chưa? Không nhận. Hả? Tiếp theo, khi các bạn làm như này này, nó sẽ có vấn đề như này. Khi các bạn làm như này nhé, nó có một điểm lợi như này. Trong trường hợp các bạn research mới thì chúng ta không áp ảnh đến thì thôi, không có gì đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta edit thì thường thường nó có ảnh rồi, đúng không? Thì chúng ta kiểm tra nếu mà người ta có áp ảnh lên thì lấy ảnh mới thay vào. Còn nếu mà không có ảnh thì sao? Không áp ảnh lên thì nó sẽ giữ lại cái ảnh cũ, đúng không? Đó. Nhưng mà thực ra nếu mà để làm chặt ấy thì bao giờ up, trong trường hợp insert thì người ta cũng sẽ tiến hành là kiểm tra xem là có áp ảnh lên hay không. Nếu có áp ảnh sẽ báo lỗi, bao giờ cũng thế, hiểu chưa? Thì chúng ta phải tự viết ra một cái hàm validate mới, một cái rule mới, kiểm tra xem cái ID của nó, nếu mà nó bằng rỗng, ID của mô đồ bằng rỗng thì sẽ bắt người ta phải áp lại ảnh lên. Còn nếu mà ID của ảnh mà khác rỗng, tức là có giá trị rồi, tức là trong trường hợp update ấy, thì cho phép người ta không áp ảnh lên cũng được. Đó, như đấy là việc các bạn phải làm thôi. Chứ người ta rất ít khi trong trường hợp là không là insert mới mà lại không cho áp ảnh lên, thì cái điều đấy rất là khó chấp nhận, đúng không? Chỉ có edit thì là không, thì là nếu người không áp lên thì là giữ lại ảnh cũ, đúng không? Đó, rồi đấy là về cái áp ảnh. Tiếp theo, có ai thắc mắc gì không? Hả? Được, có. Ví dụ cái này đúng không? Đây, tôi hoàn toàn có thể làm cái trò này, dùng JavaScript thôi. On arrow, được chưa? Thì có z.src bằng string này, asset. Tôi kiếm một cái ảnh mặc định nhá. Default image. Đây tôi lấy cái ảnh này tạm nhá, được không? Rồi tôi tải nó về. Save image app. Tôi lưu vào trong cái project của tôi. Đây, public. Tôi vứt luôn đây nhá, default image. Đây này, cái default image này, được chưa? On arrow seed.src bằng asset trỏ đến default trừ image.jpg. Của tôi lỗi rất nhiều đúng không? Xong chưa? Đây, nó load được ra ảnh thì nó không bị lỗi. Còn nếu mà không thì, nếu trong trường hợp ảnh lỗi thì dùng cái trò kia là xong. Đấy, xong chưa? Để đảm bảo lúc nào cũng có ảnh. Cái này là dùng JavaScript thôi, một thủ thuật thôi mà. Có biết cái sự kiện on arrow không? Thằng Đức này chắc chắn không biết rồi. Khi nào lỗi? Kinh nhẹ. Được chưa? Xong. Mày lại xem, mày còn xem cái gì nữa? Còn cái gì đâu mà xem? Không, làm cho xong đi. Cái gì dễ thì làm đi, cái gì nó phức tạp quá thì mình phải up code lên đi copy về cho nhanh, nghĩa là mình hiểu được.
Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Rồi, tiếp theo sang middleware nhé. Đọc đi. Đấy, đọc thôi. Search chữ middleware và đọc thôi. Đọc đi qua. Đọc xong middleware rồi đó. Là gì? Ơ lặp về làm gì? Đúng rồi. Dùng như nào? Ta làm thử chưa? Đúng không? Các bạn chờ tí để chúng ta đọc. Thằng này chắc là về nhà nghỉ rồi. Chắc luôn. Xong chưa? Ngó qua chưa? Ok. Trang đọc qua chưa? À, nó lừa mình thì sao chứ?
được chưa? Rồi, giống như Quang nói lúc nãy, cái middleware nó là cái chốt chặn ở bên phía PP nhé. Ví dụ như kiểu jQuery Vitess là chốt chặn ở phía HTML, thì middleware nó là cái chốt chặn ở phía PP để giúp chúng ta có thể là validate được dữ liệu khi mà từ trình duyệt hay là từ các cái app khác gửi lên hệ thống của mình. Được chưa? Thì nó sẽ chặn lại, nếu mà không đủ điều kiện thì nó chặn lại. Đấy, nó giống như một cái fail. Được chưa? Thì cái này tôi không vẽ nữa, giới thiệu qua rồi. Thì cái middleware này ấy, chúng ta cũng sinh ra, chúng ta phải viết code cho nó, chúng ta phải sinh ra từ cái artisan. Ví dụ như này. Các bạn có đang vào wifi mạng giấy. À. Ví dụ như chúng ta có thể check IP khi mà người dùng vào chẳng hạn. Ví dụ tôi có một danh sách các cái, ví dụ nhá. Tôi sẽ có một danh sách các cái IP, ví dụ như kiểu thằng Quang này, thằng Điệp này là hai thằng hay xem xiếc ở trong lớp chẳng hạn. Ví dụ thế, tôi hoàn toàn có thể là ví dụ như hai thằng này vào lớp mình ghét, đó cho bạn. Detect ra hai cái IP của hai thằng này, tôi chặn hai thằng đó vào, không cho nó vào là xong. Được chưa? Thì giống như việc vậy thì ở trong cái chết mẹ rồi, cái này nhầm, tôi bị nhầm. Thôi rồi, dùng middleware cũng được, không sao. Thì tôi sẽ chặn nó lại. Thì bây giờ ấy, đáng lẽ là tôi sẽ gọi là như nào? Cái kia là validation, thôi không sao. Thì chúng ta học middleware trước cũng được. Thì chúng ta sẽ có như sau, để tạo ra một cái middleware mới thì mình sẽ gõ câu lệnh là pp artisan make middleware, sau đó đến tên middleware. Được chưa? Ví dụ như này. Tôi sẽ có là mở cái CMD mới. Bị lộn bài đấy. PP artisan make middleware cách cái gì nhỉ? Check cái gì bây giờ? Mà nếu mà không có user thì hơi khó check. Hay là học authenticate trước nhá. Học authenticate trước xong rồi về làm middleware. Thực ra là chúng ta đáng lẽ phải học cái này trước này. Để coi nào. Tôi quên mất, tôi bị nhầm. Đây này. Request. Đúng không? Đây, học cái này trước. Học cái này trước nhá, bởi vì tôi bị nhầm cái kiến thức. Chúng ta tôi đang đến cái form đúng không? Chúng ta đang dừng lại, đây hiện tại đang bị dừng ở cái form. Thì cái form chúng ta mới validate bằng JS thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái validate ở phía PHP nhưng mà sử dụng bằng PHP. Thì chúng ta có mấy cách dùng. Cách thứ nhất là sử dụng thằng validate thường ở trong trong này, ví dụ như đây nhá, các bạn xem này, xem nhá, tôi copy cái này, tôi viết vào đây, ví dụ trong hàm sếp chẳng hạn, đâu nhỉ, game control, đây, tôi viết ở ngay đầu này, ví dụ tôi có validate data bằng request chính là cái biến RQ của tôi viết thành RQ, trỏ đến validate, cái cột title, chúng ta có name đúng không, chúng ta sẽ bắt người ta phải nhập dữ liệu vào, thì là require đây, muốn độ dài tối đa là 20 hay 10 gì đấy thì chúng ta nhập thêm vào, maximum bằng 10 ký tự chẳng hạn, được chưa? Tôi tạm thời dừng lại ở đấy đã. Đây, require như này, được chưa? Sau đó display validate, đúng không? Thực ra tôi viết như này là được rồi. Được chưa? Tôi thử này. Tôi sẽ tạm thời tắt cái validate bằng JavaScript ở cái form này đi. Đây, tôi chuyển name của nó phát là được luôn đúng không? Em mới này. Chúng ta thấy nó có lên được không? Như bình thường nó sẽ vào
Có nghĩa là khi mà có cái form này chúng ta submit lên thì nó vào đây đúng không? Đúng không? Xong rồi sau đấy thì nó sẽ nó xử lý xong các thứ các kiểu, xong nó back về cái danh mục list, đúng chưa? Nhưng mà tại sao ở đây tôi viết vào này? Ví dụ tôi viết rất là nhiều, hơn 20 ký tự rồi, hơn 10 ký tự rồi đúng không? Tôi lưu xuống, nó vẫn về đây chứ nó không xếp hay nó không báo lỗi gì, đúng không? Thế vậy thì vì sao? Vì vấn đề là do chúng ta như này. Đây là cái request, tức là nó gom tất cả những cái dữ liệu chúng ta gửi lên vào và nó tiến hành là validate cho tất cả những dữ liệu đấy. Thì ở đây nó có cái thằng là thằng name. Name này nó là cái này này. Nó là cái này này. Đâu nhỉ? Đây này. Chúng ta bắt theo cái giá trị này nhá. Name. Ở đây name yêu cầu là require, đúng không? Tức là phải điền dữ liệu vào. Name yêu cầu là max bằng 10, tức là tối đa là bằng 10 ký tự, nhưng tôi nhập vào tùm lum, đúng chưa? Nó không cho lên. Thì nó bị mắc ở đây cho nên là nó sẽ không cho phép xử lý tiếp ở phía dưới này nữa. Hiểu chưa? Nó không cho phép xử lý tiếp ở dưới này nữa và nó đẩy ngược về cái giao diện của cái form vừa rồi. Được chưa? Đấy là validate. Thế vậy thì bây giờ tôi muốn là hiển thị lỗi thì làm như nào? Thì ngay dưới này nó có này. Được chưa? Ngay dưới này nó có luôn. Thì ở trong thằng lab thì tôi sẽ hiển thị trước, sau đó tôi sẽ hiển thị ra cái vì sao nó lưu trữ được như này. Đây nhá, tôi tiến hành như này, copy, tôi làm giống như nó này. Đây, tôi copy luôn này. Tôi vứt lên đầu của cái form ấy. UL for each error on error li error đúng không? Xem này. Tôi không điền gì nhá. Undefined variable error. Sao lại thế nhỉ? Không phải. Bởi vì cái biến error này nó có sẵn. Tôi copy cả cục này đi. Cái biến error này nó có sẵn mà, cho nên chúng ta không phải tạo nó ra. Thế luôn. Đây là cái gì có vứt xuống dưới. Đây này. App HTTP kernel middleware group web thì nhét cái này vào share form session class. Tôi thử xem nào. HTTP kernel nhưng mà chúng ta có dùng cái web này đâu nhỉ? Chúng ta không hề dùng cái thằng web này. Chờ tôi tí nhá, để tôi xem lại cái thằng route service. Bảo là phải liên quan đến cái thằng này thì lại lăng nhăng. Bậy thế nhở? Phải do lỗi của mình rồi. Bảo sao cái thằng kia không cần cái CSRF nó vẫn lưu được. Đây các bạn nhá. Sorry các bạn, thêm cho tôi cái này vào.
các bạn có phần vào cái phần file route service provider này nhé, vào cái file route service provider, các bạn thêm cho tôi cái dòng này vào phần ở trong cái hàm map admin route á, các bạn thêm cho tôi cái middleware và sửa vào đây là web, thêm cho tôi cái middleware web vào đấy. Bao giờ học cái phần middleware thì sẽ hướng dẫn cái này. Được chưa? Không nhỉ? Đấy không nhỉ? Ông Thánh, ông can chôn P dùng tôi cái. Xong gõ cái tên file ra. Cái kỹ năng cơ bản như này đừng bao giờ hỏi lại nữa. Đừng hỏi bao giờ hỏi nó ở đâu nữa. Xong chưa? Rồi. Hả? Bố láo. Sao lại không có? Làm sao lại không có được? Thế RAW viết ở đâu? RAW phần quản trị không viết ở đâu? Hả? Ờ. Bên trong file admin đúng không? Thế không, mày không viết tạo ra cái này làm sao mày viết ở trong file admin được? Mở đúng file chưa? Hả? Vâng, control P. Gõ route service provider. Được chưa? Thêm tôi cái này vào nhá. Thêm cái này vào. Nhưng mà thêm cái này vào thì lại ở trong này thì lại phải thêm cái này. Ở trong cái form ấy. Lại phải thêm cái A còng CSRF vào. Chứ không không gửi form đi đâu. Sau đó ra ngoài vào phần, tôi vào phần S này. Đây, tôi submit lên. Đây. Nó bật lỗi này. Đây nhá, làm lại từ đầu nhá. Hướng dẫn lại này. Tôi xóa trắng đi từ đầu này. Được chưa? Form từ đầu. Bây giờ các bạn đang ở cái đoạn này. Đang ở cái đoạn này đúng không? Được chưa? Rồi. Bây giờ vào game controller. Ở trong cái hàm save ấy, chúng ta có cái RQ trỏ đến validate, có name, require và max 10 chứ đúng không? Có cái này chưa? Chưa thì thêm vào. Thì chưa thêm cái dòng này vào chưa? Lấy thêm cả cục này vào. Cái này chúng ta là áp dụng một cái luật cho một cái request thì chúng ta làm như thế này.
không nhá, được nhá. Thì bây giờ nếu mà chúng ta không có cái vẹo gì á, chúng ta đang dừng lại đây việc với việc là chúng ta tiến hành là thêm cái middleware web và ở trong cái game controller hàm shape chúng ta thêm cái đoạn validate này vào, thì nó sẽ dừng lại ở cái chỗ này, đó là vào form này tạo mới này, chúng ta lưu lên nó báo lỗi luôn, the page has expired due to inactivity, đúng không? Làm thử đi xem có đúng không, đúng không, đúng chưa? Đó, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vừa mới áp dụng cái route hoặc cái middleware là CSRF. Đây này, ở trong cái web này này, nó áp dụng một cái là CSRF. Các bạn thấy không? Đây này, Verify CSRF Token. Thì cái này nó là tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi đấy. Nó là cái một cái middleware do thằng Laravel nó tạo ra để giúp cho chúng ta là nó chỉ nhận khi mà những cái request dạng post, dạng put, dạng patch, dạng delete, thì nó chỉ nhận những cái dữ liệu từ form gửi lên mà được do chính cái project của mình sinh ra, nó không nhận của những thằng khác, được chưa? Do đó chúng ta ở cái form này chúng ta phải thêm cho tôi một cái a còng CSRF vào đây, a còng CSRF vào đây thì mới gửi được form đi. Thế thôi, a còng CSRF vào, được chưa? Khi mà có cái a còng CSRF này á, thì các bạn xem nó sinh ra, nó sẽ sinh ra chúng ta một cái thẻ input hidden. Đây này, thẻ input hidden có name bằng token và value bằng một cái loằng ngoằng thì cũng chẳng ai hiểu nó sinh ra từ cái gì. Được chưa? Được chưa? Xong. Sau đó khi mà submit lên thì nó luôn luôn là kiểm tra xem có token hay không, nếu không có token thì trả ngược lại, báo lỗi luôn, giống như vừa rồi, được chưa? Thì khi mà form của chúng ta submit lên rồi á, mà nó vi phạm cái luật cho chúng ta đặt ra ở đây, thì nó sẽ đẩy ngược lại, nó đẩy ngược lại luôn cái danh sách vừa rồi của chúng ta, à cái form vừa rồi của chúng ta, được chưa? Thì đây tôi làm thử này, tôi không điền cái gì, tôi lưu xuống thì nó không cho đi, nó vẫn giữ ở đây mặc dù là request có gửi đi. Các bạn nhìn cái chữ này, nếu mà nó chuyển sang dấu x thì là nó gửi request đi, nhưng mà gửi request rồi lại quay lại đây, đúng không? Thì bây giờ để tôi muốn hiển thị lỗi ra ngoài thì tôi làm như này, ở trong tài liệu nó có ghi là copy cái đoạn này ra, đúng không? If error any gì đấy thì tôi copy cái đoạn này ra, tôi copy cái ul này ra, tôi vứt vào trong form đằng trước của cái CSRF, xếp xuống. Bây giờ tôi xem này, đây, the name field is required. Đây, tôi vứt cái đoạn này vào. Ở trong middleware, ở trong cái phần validate nó có sẵn đấy. Tôi vứt nó vào thì nó ra như này.
Được chưa? Hiển thị ra lỗi chưa? Vâng này. Yêu gì? Ở đây á? Không, chẳng phải yêu cái gì cả. Tôi biết lỗi của mình là như nào rồi. Nghe là biết lỗi rồi. Cái này này. Validate why rồi nhá. Nào mang lên đây thật đứt dây à, xuống gặp anh Đức, lên lên xuống 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 gặp anh Đức, anh ấy giải quyết cho. Hai thằng lỗi giống hệt nhau. Tao hai đứa kia xong chưa? Thủy xong chưa? Hậu xong chưa? Mang này. Mày quay. Undefined variable. Error SC mà. Đâu?
cái round của cái phần ép này để đâu? Trong đây à? Để phải ép đi đây để phải. Gì đấy? Có hết rồi. Ừ, cô làm đúng hết thì làm sao mà lỗi được nhỉ? Thật cả đấy ghế 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 thật cả. Đâu, thế là cái đều. Ông chạy này. Tắt rồi. Không. Chưa gặp cái trường hợp này bao giờ. Bởi vì mình đang làm giám đốc của nó. Làm sai bãi luôn. Bãi thử phát nhé. Good round service. You can end me off. You can end me off. You can end me off. Không có cái chiến đấu này thì không thể nào mà hiểu được, không thể nào mà hiểu được được.
chỗ. Đù. Sao lại có cái máy nó chậm như thế này? Rồi. Nào, các bạn đã ra cái này chưa? Chưa. Đây, nếu mà cho nhiều hơn 10 ký tự. Lưu xuống nó cũng báo là lười nhiều hơn 10 ký tự đúng không? Tiếp theo này. Tiếp theo này. Thế nếu mà chúng ta có nhiều cái lỗi có thể xảy ra thì nó cứ ép thêm vào đây thôi. Nó cứ ép thêm lên trên đầu này. Ví dụ như kiểu là cái tôi sẽ có cái slug bắt buộc này thì chúng ta thêm vào thôi. Thì ở đây tôi back lại, tôi vẫn làm thế, tôi lưu xuống. Chúng ta thấy này, name field required, slug field required, đúng không? Nếu mà cho nhiều field nó có hiển thị như này được. Chờ tí, bình tĩnh, chưa xong. À, nếu mà bây giờ tôi lại có nhu cầu như này, lỗi ở thằng nào thì hiển thị ở thằng ấy, chứ không hiển thị lung tung, hiển thị chung vào với nhau như này nữa, đúng không? Có được không? Được không? Thì chúng ta làm như này, đây, đây này, thấy không? Tôi sẽ lấy ra là như này. Nếu trong trường hợp chúng ta muốn lấy lỗi của thằng nào hiển thị ở thằng đấy ấy, ta làm như này. Ví dụ lỗi của thằng name đúng không? Đây là thằng này thằng name đúng không? Đúng chưa? Chúng ta làm như này. A cộng if dollar error. Được chưa? Nhớ enif à. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ có một cái thẻ span đi, có class bằng take danger. Được chưa? Và ở đây tôi sẽ có là echo ra error trở đến first của cái thằng name. Được chưa? Tôi chạy thử nhá. Đúng chưa? Tôi lại copy cái cục này. Tôi vứt xuống cái phần slug. Đúng không? Thì đây tôi sửa cái này thành slug. Được chưa? Lỗi của thằng nào thì chúng ta lấy ra bằng error first tên của cái name của nó là được. Được chưa?
cứ lấy design đã, xong rồi tí nữa chúng ta custom message xong. Được chưa? Lại lắc rồi, làm sao? Hả? Hiển thị lên trên bởi vì chưa xóa đi thì nó hiển thị lên trên. Nào còn đứa nào nữa chưa hiển thị nữa. Mang về đây. Đấy, bà đã văn ghét cho thằng Slack đâu mà bà đời nó hiện thị ở chờ dưới Slack. Và bà Thánh. Đó. Sao? Đừng bao giờ để tôi nhìn đến những cái lỗi UC như này nữa nha. Rồi suốt ngày kêu em có làm gì đâu. Tự nhiên nó lỗi. Làm gì cũng được chuyện đấy. Đó. Làm gì có cái gì tự nhiên. Không nhờ, tiếp không nhờ. Trừ cái thủy, à trừ cái hậu ra còn này chưa xong rồi. Đó. Được nhờ. Bây giờ chúng ta tìm cách custom cái message nhá. Custom error message này. Thấy không? Để tôi coi xem nó làm như nào nhé. Đây chúng ta thử như này xem có được không nhá. Tôi chưa làm ở cái trò này bao giờ bởi vì tôi hay làm một cách khác. Chúng ta có cái message này. Bây giờ ví dụ như cho cột name mà require á thì đây tôi để tiếng Việt đi. Vui lòng nhập tên duplicate lên max độ dài không quá 10 ký tự. Còn cái thằng Slack tôi giữ nguyên nhá. Sau đó tôi copy cái thằng này tôi vứt vào đây. Thử xem có được không. Thử nhá. Được chưa? Đúng không? Độ dài không quá. Không. Sắp về rồi, nốt đi.
dài gọi phát là tớn đi ngay. Không, mẹ cũng phải chờ. Mấy phút nữa là về rồi. Sao? Chào. Sao của em mà chỉ điện nữa, mất cái tên thôi nhỉ? Tất cả cái yêu cầu của em là tên đúng không? Thì về cái hai lỗi là không bị mất tên cả đường dẫn. Làm được đây. Mày mang đây, mày lại mang đây, mày lại nói phép rồi. Mày lại kêu giống, giống là mày hỏi rồi. Lên đây tôi tìm ra cái sự khác nhau. Cú láo này. Anh nghe Aero First Slap đúng không? Vâng, trên này thì em là nên. Rồi. Trên nữa hiển thị nhỏ, dưới phải hiển thị chữ. Ồ, tại em không cần thôi, em nằm. Em nằm không lưu. Được chưa? Đây là cái custom message. Các bạn muốn custom cái thằng nào, ví dụ slot require, các bạn lại viết thêm cái slot require vào đây. Đây như tôi thêm vào này. Đây. Đi xuống. Đấy, thấy không? Các muốn custom cái message như nào thì làm như thế. Thích là làm thôi, mình thích là mình làm thôi. Ăn tăn gì đâu. Được chưa? Không nhỉ? Thế nếu trong trường hợp người ta muốn giữ lại cái giá trị cũ thì làm nha. Bởi vì các bạn thấy này, nếu tôi nhớ điền linh tinh vào đây, nó lỡ quá 10 ký tự, đúng không? Mà tôi lưu xuống, nó lại báo, ừ thì báo lỗi nhưng mà dữ liệu cũ tôi nhập đâu, đúng không? Này rất là tệ cho người dùng. Làm sao nhớ người ta, nếu mà trong, các bạn hãy tưởng tượng là trong một cái form có 20 field mà phải nhập lại từ đầu thì cay lắm. Ô, cay thật, đúng không? À, ờ nó mất hết rồi. Thế mình mới không làm như chúng nó. Thì mình làm như này các bạn nhá. Ở trong cái Laravel ấy, nó có hỗ trợ cái này. Đấy, các bạn thấy value không? Thấy không? Chúng ta không dùng cái này nữa mà chúng ta dùng cái O. O của name phải model trở đến name. Được chưa? Tôi thử nhá, tôi thử đã. Tôi chưa tôi nhớ không biết là tôi nhớ có chính xác không. Để tôi thử phát đã. Rồi đây, không vấn đề gì rồi đây, tôi điền linh tinh cả, dài hơn 10 ký tự. Được chưa? Lưu này. Một máy sụp nguồn phát là what the fuck. Oh, Laravel. Chờ tí, sắp về rồi, nốt cái này là xong. Hả? Đẹp đẹp á? Không. Đẹp là tự mình code thôi, chứ làm gì có gì đẹp đẹp. Trong thằng Laravel không bao giờ có khái niệm gì gọi là extension. Không bao giờ có khái niệm gọi là white heat. Giống như ở trong gì đâu. Nên là đừng hy vọng. Tất cả là dùng thư viện hết. Chờ tí nhá, để tôi xem lại. Oh, username. Đây. Oh, username. Nhưng mà như này làm sao ra được value khi update? Đây. Chậm hẳn luôn sợ. Oh. Chờ đi tìm cái O. Đây này, O value default.
đều hàm O bây giờ. O function retry. O name optional. Username. Mình viết đúng mà. O cho field name này. Before giá trị là model. Cho đến name. Đúng mẹ rồi. Đi nào. Optional á? Không, không. Cái gì? Không phải đâu. Đừng tìm chúng nó. Ơ, à, bây giờ bay mẹ mất cả lỗi luôn. What the fuck? Ồ, cái này để buổi sau nhá. Đây, buổi sau tôi sẽ hướng dẫn nốt. Chắc là tôi nhớ không nhầm đâu. Có thể là mình làm sao đấy. Tôi sẽ update code lên lên YouTube, lên SmartGit và cố gắng up sớm video chúng ta. Hôm nay chúng ta dừng lại ở phần bài date này thôi. Bây giờ có ai thắc mắc gì không?